Con này em đăng giá này thôi, em chỉ ra lọc lá cho bác một chút thôi nhé. Tại vì em đăng giá này em khẳng định luôn cho các bác là không kiếm được chỗ nào có thể rẻ hơn so với cái chất lượng con xe đẹp như thế này. Cái mức giá như này, bình thường xe đẹp như này, nếu mà đúng chất xe như con này kiểu gì cũng phải giá tầm khoảng 140 triệu đến 150 triệu là cái chuyện bình thường. Các bác xem đây, những con ốc này nguyên bản này, chưa tháo này, đẹp chưa? Đó. Vâng, em chào các bác. Tiếp tục hôm nay em lên sóng cho bác xem một mẫu xe ở đây. Các bác lần đầu xem video của em, nếu thấy hay hãy nhớ đăng ký kênh và ấn thông báo để thường xuyên xem những mẫu xe mới nhất mà bên em đưa lên nhé. Toàn bộ này, ốc vẫn, cành cánh cửa vẫn còn vết sơn nhà máy dấu này, ốc zin này, đinh chốt nguyên bản này, keo chỉ này, toàn bộ bên trong này là sơn zin này. Quá đẹp luôn. Các bác xem từ những con ốc này, sáng lóa này, được chưa? Tất cả đây, đinh bấm nguyên bản này. Con này đẹp lắm các bạn, đẹp đều xe. Đều xe luôn. 7 chỗ ngồi nhá. 129 triệu thôi. Bác nào nhanh tay thì chốt con này thì còn nhá. Con này em đăng lên cái giá này là giá hầu như giá tri ân rồi. Tại vì cũng lâu lâu cũng phải bán cho các bác một con xe gọi là giá là siêu tốt trên thị trường. Con này hầu như em đi lấy hộ các bác rồi. Công cán thì chắc chỉ được 1-2 triệu thôi. Sàn này đẹp chưa này, sàn 5D này, đẹp từng chi tiết một nhé. Các bác cố gắng xem hết cái video này để đỡ tiếc nhá. Đinh chốt này nguyên bản hết này, được chưa? Ốc này nguyên bản này, chưa tháo này, nguyên bản sơn si này, và toàn bộ keo chỉ đẹp này chưa. Cái sơn zin của nó nhìn nó đẹp, cái sơn zin nhá, nhìn nó rất là thật sơn. Táp ly này, ốc này. Vâng, mẫu xe được mang tên là Chevrolet Captiva, sản xuất năm 2007. Câu nhá, 7 chỗ ngồi, keo chỉ nguyên này, đẹp chưa? Một con xe với cái form dáng cực kỳ đẹp nhá, quá đẹp luôn. Chất xe đẹp. Con này đụng lên cả cảm biến rồi. Màn hình nhỏ nhỏ này, cái kết hợp cam lùi này, cảm biến này. Đó, màn hình đây nữa này. Thảm chống nóng này, hiểu chưa? Vô lăng đã độ lên tích hợp bàn phím này, bình thường nó không có tích hợp bàn phím này đâu. Ghế điện này, nó phiên bản đủ ghế điện này. Ghế điện này ạ, ngả lên ngả xuống này. Nó đẹp đều chưa? Các bác nhìn đẹp đều chưa? Ốc zin này, sơn zin này, sơn zin này, nhìn nó thật sơn chưa? Nhìn thật sơn chưa? Đó, đẹp chưa? Tất cả những cái phần ngóc ngách em quay cho bác xem chi tiết nhá. Sơn zin này, nói chung là chất xe đẹp quá, quá tuyệt vời. Lốp láp, bốn quả lốp đẹp này, bốn mâm đúc này. Chevrolet Captiva sản xuất 2007 nhá. Tem mác kia có thể bóc ra và tháo ra nhá. Ờ, nhưng con này lên bộ tem cũng rất là đẹp. Sản xuất 2007, 7 chỗ ngồi. Đèn bi cầu rất sáng vào ban đêm kìa. Đèn bi phá sương mù bên dưới này, độ lên này, rất sáng. Bao nhiêu? 129 triệu. Form căng đét này, nhìn cái form này chưa, xe nhan tích hợp trên gương này. Con này chất lượng quá đẹp luôn, tuyệt vời luôn. Bốn cổ lốp còn đẹp luôn. Form căng đét này. Em mời bác xem khoang động cơ nhé. Bác nào quan tâm liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại 0988 04 đuôi 8 hoặc 0926 836 686. Con này trang bị cực kỳ nhiều option nhé. Riêng dòng 7 chỗ con này hầu như trang bị với cái tầm tiền này thì quá nhiều. Điều hòa auto này, được chưa? Màn hình này, điều hòa auto này, cảm biến nhá, đầy đủ này. Đó, chất lượng xe đẹp. Cam lùi này, đó, cảm biến này. Đấy, cảm biến đi các bác nhé. Hay chưa? Đẹp, thảm chống nóng này,
độ lên full đồ chơi này. Bên dưới táp lô đẹp chưa? Giá tri ân khách hàng 129 triệu. Lọc lá cho 1-2 triệu thôi. Em lọc lá cho bác 1 triệu. Đấy. Nói chung là mình cứ vào thẳng vấn đề, đỡ mất tiệp của hai bên. Đăng kiểm dài này, để các bác đỡ tốn công điện thoại, mất thời gian của các bác đúng không ạ? Đó, nói chung là thô nhưng mà thật, mình cứ vào vấn đề chính luôn. Con xe này đảm bảo luôn cho bác là chất lượng nhá. Toàn bộ đây, sáng sủa này, răng đầu nguyên bản hết này. Chất lượng xe đẹp, còn mức giá hợp lý nhá. Không có thể chỗ nào có thể rẻ hơn đâu. Đó. Đèn pha tự động nhá. Đèn pha tự động này, trò chơi ban ngày này. Giải đèn LED này. Hai bên này. Quá tuyệt vời. Xe đẹp nhá, máy lổ êm nhá. Khẳng định luôn cho bác là máy lổ êm tròn tiếng nhá. Đó. Vâng, em cảm ơn các bác đã quan tâm và xem video của em. Hẹn gặp lại các bác video lần sau ạ.